Sáng nay do nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độ C, nhiều trường mầm non tiểu học trên địa bàn tỉnh đã cho học sinh linh hoạt nghỉ học. Để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, trước đó Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị hiệu trưởng các nhà trường chủ động điều chỉnh giờ học phù hợp với tình hình thời tiết hoặc cho học sinh nghỉ học. Cụ thể học sinh mầm non tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ, học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ cán bộ giáo viên chủ động theo dõi thời tiết, thực hiện nghiêm túc quy định cho học sinh nghỉ học để tránh rét, kịp thời thông báo cho phụ huynh học sinh nắm bắt và thực hiện. Các trường bố trí cán bộ giáo viên trực tại trường để bảo đảm mọi hoạt động hành chính diễn ra bình thường. Đặc biệt do nhiều trường hợp phụ huynh học sinh phải đi làm nên dù học sinh mầm non tiểu học được nghỉ học, các trường vẫn bố trí giáo viên tiếp nhận học sinh vào lớp để trông non nếu phụ huynh có nhu cầu.